nay giáo xứ Công đoàn Việt Nam của chúng ta được sự hân hạnh đón tiếp Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, ngài là tổng giám mục của Tổng giáo phận Huế và ngài cũng là chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Và bên đây chúng ta đón tiếp hai cha, đó là cha Giuse Phạm Văn Nhân giáo phận Thanh Hóa và cha Phêrô Đỗ Trọng Khải cũng giáo phận Thanh Hóa. Cùng với tất cả cộng đoàn chúng con xin chào mừng Đức cha. Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về đạo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bà chiếc sách đệ nhị luật. Môi-se nói cùng dân chúng rằng: nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thánh Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của người đã được ghi chép trong sách luật này. Hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời để các ngươi có thể nói: ai trong chúng tôi có thể lên trời mang vật xuống giảng cho chúng tôi nghe để chúng tôi thực hành được. Nó cũng không phải ở bên kia biển để các ngươi biện lẽ nói rằng: ai trong chúng tôi có thể vượt biển và mang nó về cho chúng tôi để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy. Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi. Đó là lời Chúa. Thank you.
hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật. Vì trong người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành. Mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các bệ thần hay quản thần, dù là chủ thần hay quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ người và cho người. Và người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong người. Người là đầu thân thể, tức là hội thánh, là nguyên thủy và là trưởng tử giữa kẻ chết, để người là bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ người và vì người. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Đó là lời Chúa.
Trọng kính Đức Cha, các cha, thầy, sơ và tất cả mọi người thân mến. Có một bà mẹ dẫn một đứa nhỏ nó đi xin tội. Rồi khi thấy nó xin xong, bà thấy nó ra quỳ, lẩm bẩm vài câu rồi đứng lên mới đi về. Thì bà mẹ hỏi nó: mày làm việc đền tội chưa? Nó nói: dạ làm rồi. Bà hỏi: sao mày làm lẹ vậy? Cha, việc đền tội của mày cha cho là gì? Nó nói: má ơi, việc đền tội cha nói đọc 10 lần kinh kính mừng, thành ra con chỉ đọc kinh kính mừng, kinh kính mừng, kinh kính mừng 10 lần mà thôi. Đôi khi chúng ta hiểu cái từ đó hay một cái cụm từ, mà nếu chúng ta hiểu chỉ như vậy thôi thì có lẽ chúng ta hiểu đúng và chưa đúng. Sở dĩ người thông luật ngày hôm nay hỏi rõ hơn Chúa Giê-xu ai là anh em của con, lý do tại vì trong sự hiểu biết của Ngài và trong đặc biệt trong sách Lê-vi chương thứ 19, cái từ anh em với từ hàng xóm nó định nghĩa một cách hơi rộng. Đôi khi mình có thể hiểu rộng hơn là bao gồm tất cả mọi người, nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể hiểu ý nó ít hơn là chỉ bao gồm những người cùng họ hàng và huyết thống mà thôi. Vì tại vì như vậy, cái sự định nghĩa nó không rõ ràng. Ông giáo sĩ, ông thông luật, đó là lý do ông hỏi Chúa Giê-xu ai là anh em của con. Nhưng các Chúa Giê-xu trả lời qua việc dùng ngụ ngôn người Samaria nhân lành. Chúa Giê-xu không trả lời anh em của con là ai. Chúa Giê-xu không trả lời, mà các Chúa Giê-xu trả lời, Chúa hỏi ngược ông: người nào đã làm như thế, người đó là anh em của người bị bóc lột. Chúa Giê-xu không dùng cái danh tính để mà định nghĩa cái hành động, nhưng Chúa Giê-xu dùng cái hành động để định nghĩa cái danh tính của người đó. Dùng hành động để định nghĩa danh tính và sự xứng đáng của người đó. Tại vì các ông giáo sĩ, ông thông luật, ông hỏi về cái danh tính để định nghĩa cái hành động, thì các thầy thượng tế và thầy phụ tế, hai người đó cùng là một người Do Thái giống như ông, người nạn nhân. Nhưng danh tính này không giúp cho hai ông hành động như thể hai ông chính là anh em của người bị hại. Nhưng chính người Samaria nhân hậu, tự cái hành động của ông mang lại cho ông cái danh tính đó, ông chính là người anh em của người Do Thái bị bóc lột. Thành ra cách Chúa Giê-xu trả lời, nếu chúng ta nhìn sơ qua bài dụ ngôn thì đôi khi chúng ta nói Chúa Giê-xu muốn chúng ta sống tốt, sống đẹp với nhau. Thưa thưa, cái đó đúng, nhưng mà chưa đúng. Tại vì Chúa Giê-xu không muốn chúng ta nghĩ như ông giáo sĩ thông luật là phải có danh tính rồi tôi mới làm cho anh em. Không phải anh em vì có danh tính như vậy tôi mới làm cho anh em, nhưng vì việc tôi làm, tôi mang danh tính cho tôi và mang danh tính cho anh em. Một ví dụ điển hình, khi đi xức dầu trong nhà thương, thì một trong những cái câu hỏi đầu tiên mà người ta sẽ hỏi rằng, nếu mà một người nào đó gọi cho một giáo xứ, thì giáo xứ đó có thể hỏi rằng: anh chị có thuộc về giáo xứ đó không? Nếu mà trả lời không, thì nếu cái nhà thương đó mà ba cái giáo xứ nó giống, nó chia nhau cái nhà thương đó, thì có lẽ cái người bệnh nhân đó sẽ được đá đi giáo xứ khác. Tại vì anh là giáo dân ở giáo xứ này, thành ra anh mời cha của anh đến xin dầu cho anh. Cha Bảo, cái này con không phải khen cha Bảo, nhưng cha Bảo đã có dạy con từ khi con mới đến giáo xứ, là khi con đến xin dầu với một ai đó, người ta đã gọi cho con, mà nếu con có gặp, tình cờ gặp người ta trong nhà thương mà người ta nhờ con xức dầu cho người ta, thì đó là ý Chúa muốn con xức dầu cho người ta. Thành ra cái câu hỏi con, anh chị em có thuộc giáo xứ của cha hay không, câu hỏi đó vô nghĩa. Vì chính hành động xức dầu của con cho người đó biết người đó là giáo dân của Thiên Chúa. Chính hành động nó thiết lập cái sự liên hệ và mang lại danh tính cho con.
hành động đó mang danh tính cho nhau, chứ không phải có danh tính rồi mới mang lại hành động cho nhau. Tại vì nếu giả sử nó còn hỏi người đó, anh chị không thuộc về giáo xứ của tôi thì mời anh chị gọi giáo xứ thành Thomas More nha, thì có lẽ khi mà con về người ta gọi giáo xứ đó, người đó đã chết rồi. Nhưng khi chúng ta được Thiên Chúa gửi đến để làm cái gì cho ai đó, cái danh nghĩa nó đi sau cái hành động. Và có những lần họ hỏi cha từ đâu đến, điều đó không quan trọng. Thì chúng ta hỏi tại sao, tại sao một người Samaria, một người ngoại giáo, một người bị những dân Do Thái nhìn xuống như vậy, tại sao họ thấy hành động nó hơn và đẹp hơn và xứng đáng hơn với những người tư tế? Chẳng qua đó là vì mặc dù họ mang cái tiếng, nhưng trong cái lòng họ, họ sống lề luật. Từ cái lòng họ, họ sống ra, chứ không phải dựa trên lề luật mà họ sống. Lề luật nó được họ sống một cách thiết thực và ăn trong lòng của họ, mà từ đó họ hành động một cách tốt đẹp. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa giao cho những lề luật đã có sẵn trong con tim của chúng ta, đó là sống tốt và không sống xấu. Nhưng vì những sự lề luật, những cái sự tội nó đến và bản ngã của con người đôi khi làm chúng ta quên đi những cái luật yêu thương mà Chúa Giêsu, mà Thiên Chúa chỉ tạo dựng chúng ta trong hình ảnh của Ngài, Ngài đã cho chúng ta. Vì tội, vì bản ngã, vì sự yếu kém của con người, nó làm chúng ta quên. Và có lẽ những người thượng tế và phụ tế cũng vì sự yếu đuối và cái tội của họ làm cho họ quên cái luật yêu thương, luật nhân lành mà Chúa đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta. Và vì thế khi chúng ta nhìn cái bài đọc, bài nhiệm ngôn ngày hôm nay, nó không chỉ đơn thuần là kêu người ta sống tốt và đừng sống xấu. Nhưng cái mấu chốt sở dĩ chúng ta có bài này là tại vì ông thông luận, ông nói: thưa thầy, con phải làm gì để có sự sống đời đời? Đó là lý do đầu tiên mà chúng ta mới có bài dụ ngôn ngày hôm nay. Chúa Giêsu không có rảnh tự nhiên quăng luôn dụ ngôn cả. Tại người thông luận nói: thưa thầy, con phải làm gì để có sự sống đời đời? Thì qua bài dụ ngôn, Chúa nói: khi con sống, hành động của con sống không dựa vào danh tính của con, nhưng dựa vào cái luật yêu thương mà cha khi đã tạo dựng con mang đến cho con. Khi con sống luật yêu thương này, đó là cách con từ từ kiếm cho con sự sống đời đời. Chúng ta đọc cái bài nó logic như vậy. Thế là chúng ta chỉ giải nghĩa sống tốt, sống xấu, nó đủ, nó đúng, không có đúng. Và vì thế một lần nữa khi chúng ta đọc bài dụ ngôn này, cái hình ảnh cái ngôi nhà mà cái người bị thương được đưa đến và được sức giàu, nó tượng trưng cho mẹ giáo hội. Vì chỉ có trong mẹ giáo hội, mỗi người chúng ta khi được các bí tích, khi được những người sống theo gương Chúa, sống với sự yêu thương, đó là lúc sau khi sống trong mẹ giáo hội, mỗi người chúng ta như những người bị thương, từ từ được Chúa chữa lành để mà có thể sống giống theo gương những người tốt học đó. Trong mẹ giáo hội, chúng ta được cái ơn là thấy được Thiên Chúa, được Thiên Chúa đụng đến, được cảm nhận sự tình yêu của Thiên Chúa. Và từ đó, từ từ, cái luật yêu thương mà nó bị lấp đầy bởi những cái tội và những cái sự yếu đuối, từ từ nó được dỡ ra, để mà chúng ta có thể sống trong cái bản tính của yêu thương mà Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta. Và trong gia đình, con học được sự yêu thương chính ra trước nhất là từ mẹ và từ bố. Và vì thế khi chúng ta cử hành mình bổ mạng của các bà mẹ Công giáo, chúng ta cảm ơn những người, cái gương của bà Thánh cũng như của những người mẹ Công giáo, mặc dù trong hội hay không có hội, chúng ta cảm ơn các mẹ vì các mẹ hy sinh để chỉ cho những người con biết cái luật yêu thương mà Chúa đã dạy. Mà có lẽ nếu không có mẹ
thì chắc chắn con sẽ không biết yêu thương. Nếu không có mẹ, giáo hội, không có các bí tích, chắc con không lãnh nhận được sự yêu thương. Chúng ta sống tốt với nhau vì danh tính, hay chúng ta sống tốt với nhau để qua đó danh tính của chúng ta được thiết lập với nhau? Đó là câu hỏi mà Chúa Giêsu hỏi khéo thầy thông luật. Khi kết thúc bài dụ ngôn, Chúa Giêsu không hỏi: vậy người đó có phải người anh em không? Trong ba người đó, người nào chứng tỏ là người đó là người anh em? Đôi khi đi sức giàu cho giáo dân, giáo xứ khác, đôi khi cũng hơi bực. Là tại vì sao cha nó không kêu? Nhưng một lần nữa, lời cha bảo và các bí tích, và đặc biệt là sự yêu thương của tất cả mọi người dành cho con, và sự yêu thương của bố mẹ dành cho con, nó chữa lành cho con cái sự bực tức, cái sự không vui. Và vẫn tin tưởng khi có Chúa đồng hành, hành động của mình mang danh tính cho người khác để họ được cảm thấy thương yêu, để những người được mai ơn, được chữa lành qua những hành động của mình, họ được chữa lành, được biết về mẹ giáo hội, và qua đó mình cũng từ từ sống theo Chúa để chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Được như vậy, hạnh phúc biết bao. Anh chị em thân mến, tin tưởng vào lời bầu cử của Đức Mẹ, đặc biệt là đối với các bạn bè công giáo nay, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta cho giáo hội, cho cộng đoàn và cho mọi người chúng ta. Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần trong hội thánh luôn lắng nghe và nhận ra sự hướng dẫn của Thánh Thần để tích cực dân thân phục vụ mọi người, nhất là những người nghèo khó, bệnh tật và nạn nhân của thiên tai. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa chúc lành cho ngày thánh hiến nhà thờ chính tòa Chúa Kitô, và ban mở ơn lành xuống cho tất cả những giáo hữu đã đóng góp xây dựng nhà Chúa, và cho mọi giáo dân trong giáo phận cùng cảm nhận được tình yêu Chúa đã ban cho mọi người được hiệp nhất trong một tình yêu phục vụ Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho mọi cơ đồ hữu luôn được đức tin hướng dẫn, khao khát cuộc sống vĩnh cửu, gắn bó mật thiết với Chúa Kitô, nhiệt thành nâng đỡ anh chị em gặp khó khăn và thiếu thốn. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ, cách duyên cho các hội viên của các bà mẹ công giáo của cộng đoàn được lắng nghe lời Chúa dạy để tích cực và rộng rãi mang tình yêu thương, tình bác ái và phục vụ mọi người trong khiêm nhường và yêu thương. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa ban mở ơn lành cho các ân nhân của cộng đoàn giáo xứ, cho các anh chị em đau yếu được ơn chữa lành, cho các ý lễ, các linh hồn được nhớ và cầu nguyện hôm nay, linh hồn ông bà, cha mẹ, anh chị em đã qua đời, linh hồn ông Dương, ông Vân vừa được an táng sáng nay được sớm hưởng nước Thiên Chúa, và những ý nguyện riêng của mỗi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, với những ước nguyện chúng con vừa đề đạt lên Chúa, xin Chúa hãy ghi tâm khắc cốt luật yêu thương của Chúa trong đáy lòng chúng con, để chúng con yêu thương tất cả mọi người, không phân biệt tất cả những ai chúng con gặp gỡ trên đường đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Lạy Chúa, xin nhân Hội Thánh Chúa đang rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Kevin chúng con, các Đức Giám Mục phụ tá là Timothy và Thành và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhân anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết hãy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse mặt trăm năm Đức Trinh Nữ, cả Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự ân nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Chúa từ bây giờ và cho đến muôn
ơn của cha chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em ra về bình an. Amen.